Kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni Quyền Hạ. Lúc bấy giờ, Đại Ái Đạo cùng các trưởng lão Tỳ Kheo Ni thưa với Thầy A Nan rằng: Đức Thế Tôn đã đồng ý quyết định thọ ký cho rồi, xin hiền giả bạch Đức Thế Tôn trao pháp luật cho chúng tôi. Những pháp như ra vào phòng ốc, oai nghi khi cất bước, phép đi đứng, phép đàn việt thỉnh cúng thức ăn, nhập thiền tư huệ, pháp đại tiện, tiểu tiện, mọi thứ tôi nguyện ưa muốn nghe và kính thọ phụng hành. Thầy A Nan đáp: Hãy đợi tôi vào bạch Đức Thế Tôn. Thầy A Nan đến đảnh lễ Đức Phật, bạch rằng: Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni và các trưởng lão Tỳ Kheo Ni đến xin Đức Thế Tôn quyết định trao cho pháp luật những pháp như ra vào phòng ốc, oai nghi khi cất bước, phép đi đứng, phép đàn việt thỉnh cúng thức ăn, nhập thiền tư huệ, pháp đại tiểu tiện, mọi thứ đều khẩn cầu ưa muốn nghe và sẽ kính thọ phụng hành. Đức Phật dạy: Này A Nan, pháp luật này rất quan trọng, khó lắm, khó lắm. Nhưng nếu khéo thọ trì thì tự nhiên thành thân nam tử, sẽ được thành Phật. Thầy A Nan bảo lại Đại Ái Đạo rằng: Đức Thế Tôn nói pháp luật này rất quan trọng, rất khó giữ, nhưng nếu khéo giữ gìn để mau được thành thân nam tử và sẽ thành Phật. Đại Ái Đạo hoan hỷ lễ tạ Thầy A Nan, lui ra. Đức Phật dạy: Xuất gia cầu đạo làm Tỳ Kheo Ni phải đoạn hẳn dương dục, âm khí diệt rồi lại phải tinh tấn kiến lập đại thừa, gấp tu đạo đức, chuyên tu giới của Phật, đi như Phật đi, đứng như Phật đứng, nhìn như Phật nhìn, không được buông lung, dứt bỏ lưới tục, tu tinh tấn độ thoát khỏi nữ thân, được trí kim cang. Một ngày làm phước công đức vô lượng, không được dùng đồ trang sức, vóc dáng thướt tha, nuôi dưỡng nhan sắc để mê hoặc trượng phu, tội lỗi tự ràng buộc, 10 lần chết chưa hết tội, không nhớ đạo pháp, chuyên tạo gốc tội, phải khéo tư duy, cẩn thận, không được phạm dâm. Người tích lũy công đức sẽ được toàn thân mạng. Đây là pháp lập đức căn bản của Tỳ Kheo Ni. Tỳ Kheo Ni từ bỏ gia đình đến sống trong pháp luật thì phải đúng pháp tu hành, như pháp mà lập đức, như pháp mà lập trí, và phải như pháp mà lập hạnh, bỏ tính tình dục, tâm thường tinh khiết, diệt trừ sắc đẹp mê hoặc, vào sâu pháp vi diệu, thấu đến đại pháp. Nếu hay phân biệt được cội người của bản tế thì mọi thứ được chấm dứt. Đối với sắc sẽ mãi mãi không còn vướng mắc. Đây là pháp lập đức căn bản của Tỳ Kheo Ni. Tỳ Kheo Ni rời xa gia đình nên lập trí từ bỏ xương mốc tội ác, phải biết rằng do tội căn nên phải thọ thân người nữ, phải biết tàm quý, không được buông lung mê hoặc mọi người, phá hư đạo tâm của người, khiến người trôi lăn trong sinh tử, cùng nhau thọ tội, quán sát tánh ác, không gì vượt qua lỗi này. Do vậy trừ được tội căn, cầu thể kim cang, được trí trong sáng, chọn lìa được thân nữ. Vì thế xả ly gia đình để làm sa môn thì phải chấm dứt lời ác, xa lìa tội lỗi. Đây là pháp lập đức căn bản của Tỳ Kheo Ni. Tỳ Kheo Ni thọ giới cụ túc có 3 pháp. Những gì là 3? Đối với Phật phải luôn cúng dường, không có tâm lười mỏi, thường dùng tâm đại từ đại bi cứu tế chúng sanh. Đối với pháp thường phải kính thuận, thực hành không trái, nói thẳng thật thà, nói điều gì đều phải chắc thật, căn cứ vào pháp luật, không được kiêu mạn. Phải kính Tỳ Kheo Tăng, nhìn như nhìn Phật, chí tâm cung kính, vì đây là tam tôn vậy. Cung kính sẽ đắc đạo, chọn lìa được bệnh bực tức. 3 điều này giữ vững tự nhiên, được sanh thiên, sẽ lìa được dục, hưởng phước vô lượng. Đây là pháp lập đức căn bản của Tỳ Kheo Ni. Tỳ Kheo Ni thọ giới cụ túc rồi có 3 việc. Những gì là 3? 1.
tư duy về xương mốc tội ác bất tịnh khiến mình loạn ý. 2. Tự nghĩ mình nhiều tham dục, ẻo là mê hoặc mọi người khiến người loạn tâm. 3. Tự nghĩ mình nhiều giải đãi, nhiễu loạn chánh pháp, khiến bại hoại tất cả. Tự nói với nhau rằng, muội đẹp lắm, trên đời này không có người thứ hai. Chẳng biết tội lỗi rồi đây trở lại ràng buộc mình. Đây là nền tảng quán dục của tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni nhận đàn Việt thỉnh cúng thức ăn, phải như pháp mà đi, phải đúng pháp mà ăn. Có ba việc, những gì là ba? 1. Không được cùng với tỳ kheo đồng ngồi chung mà ăn. 2. Không được cùng ưu bà tắc đồng ngồi chung mà ăn. 3. Không được tham đem thức ăn cho ưu bà tắc thiếu niên ăn. Đây là pháp ăn của tỳ kheo ni. Nếu đàn Việt thỉnh cúng thức ăn, tỳ kheo ni không được thọ thỉnh ban đêm. Vì cớ sao? Vì có tư tưởng lưu lại nhận thỉnh rồi phải đi ngay, không được chậm trễ, như trễ một giờ thì không nên đến. Nếu trái thời tức phạm tội trộm ăn, phạm vào giới cấm tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni. Nếu đến nhà đàn Việt, các tỳ kheo ni lớn nhỏ phải kiểm nhau đồng đi, nhìn xuống đi thẳng, không được liếc ngó hai bên, không được trên đường đi mà cười giỡn. Trên đường đi thấy bậc đại tỳ kheo hay sa di nên bình đẳng mà nhìn, phải đến vái chào rồi mới đi, không được cùng nhau ngắm nhìn nhan sắc. Nếu khoe nhau nhan sắc tức là người tâm bất tịnh, không được hỏi từ đâu ra đi, muốn đến chỗ nào, vì thăm hỏi nhau tức tình cảm phát sanh. Vì cớ sao? Vì dùng tâm ý thức nghĩ tưởng vậy. Nếu cùng nhau qua lại tức là loạn ý, nên cả hai đều sa đọa. Nếu có phạm tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni. Nếu nhận đàn Việt thỉnh cúng thức ăn, tỳ kheo ni trước phải trong sạch tâm mình, không còn kết hận, định tĩnh tu trai giới, không để khiếm khuyết dù bằng sợi lông mày tóc. Tâm tư duy về mối đạo không được giải đãi, phải tự gột rửa tâm mình, không còn niệm sanh diệt. Thường khởi tâm từ, không có ý sân nộ, đây là thi hành tâm đại từ khi ăn của tỳ kheo ni. Nếu phạm tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni. Nếu nhận đàn Việt thỉnh cúng thức ăn, tỳ kheo ni phải đúng pháp mà ăn. Như đến giờ ăn, thượng tòa nên bảo các hạ tòa đồng đứng dậy nói, đàn Việt đã đến, bày biện hương hoa đã xong, sướng lên ba lần lễ Phật rồi trở lại chỗ ngồi. Đàn Việt bày thức ăn, khăn nước xong, tất cả phải bình đẳng chú nguyện rồi sau mới được ăn. Khi ăn không được có tiếng, không được liếc ngó hai bên, không được ngậm cơm cười giỡn, cũng không được ngậm nói chuyện. Phạm đó tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni thọ thực của đàn Việt xong, thượng tòa nên dạy hạ tòa mỗi người nên rửa tay súc miệng rồi trở lại chỗ ngồi. Tụng kệ xong rồi mới cáo từ ra về. Khi đi phải nhìn xuống không được quá ba thước, miệng tụng chú nguyện từ từ an tường mà đi, không được leo qua mà đi, không được nhảy qua mà đi, không được lấy hai gót mà đi, không được một chân mà đi, không được lắc đầu mà đi, không được ẹp người mà đi, không được lay hai cánh tay mà đi, không được lắc mông mà đi, không được khom lưng mà đi, không được nói cười mà đi, không được với nam tử mà đi, không được cùng với nam tử vừa đi mà trò chuyện, không được với nam tử cười giỡn mà đi. Đi phải như Phật đi, đứng phải như Phật đứng, nhìn phải như Phật nhìn, nói phải như Phật nói, không được giơ cao chân mà đi, không được vừa đi vừa chạy, không được thơ thẩn mà đi, không được thấp chân mà đi, nên giỡ chân lên mà đi, lòng bàn chân cách đất ba tấc rưỡi. Ba tấc là một bước, trở về đến chùa tháp, nên lễ Phật rồi trở về thất lễ, kinh tượng, tự sám hối tội ác bất tịnh. Nay ăn thức ăn của đàn Việt phải khiến cho thiên hạ trong mười phương, nhơn và phi nhơn, không còn nữ tánh.
Hiện đời nhà cửa của đàn Việt được an ổn, sớm được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Phật, thập lực đầy đủ, tất cả mong nhờ ân tế độ, được phước vô lượng, đều phát đại đạo tâm, đẳng chánh giác thừa, khởi phát nguyện này mới là tỳ kheo ni. Phạm đó tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni nhận thức ăn của đàn Việt xong, trở về thất tu đức cho mình, học lục độ độ vô tận, cùng nhau khuyến tấn dứt tính tình dục, không còn ô nhiễm, ý đặt chỗ lặng lẽ, không còn kết buộc, trí trong sạch, như vậy sẽ mau đắc đạo. Nếu không, người thỉnh thì nên ăn thức ăn của mình, cũng không nên tự hỏi ngày nay sao không có thức ăn. Chẳng phải đạo không nên nói, chẳng phải thời không nên ăn. Qua sau giữa ngày không có người đến thì nên đi qua làng xóm, sau quá giờ ngọ một miếng cũng không được ăn thêm. Giấu mình nơi tịnh thất, kinh hành đúng pháp, phạm đó tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni vào thất có 13 pháp. Những gì là 13 pháp? Một, thường phải tự nghĩ xương mốc tội ác bất tịnh, mê hoặc người khác, ôm chặt tội căn, không thể tự thoát. Hai, thường tự nghĩ ác nghiệp đã tạo, không thể tránh thoát. Ba, thường tự nghĩ gốc tội sâu xa, không thể tự ra khỏi. Bốn, thường tự nghĩ người nhiều tính dâm dục sẽ không thể tự thanh tịnh. Năm, thường tự nghĩ dâm dật làm loạn trí đạo thanh tịnh, không thể tự nhổ khỏi. Sáu, thường tự nghĩ phá hoại đạo ý người khác, khó tự xả bỏ. Bảy, thường tự nghĩ tâm như con thuyền trên mặt nước, dâm dục với người bỗng chốc bị nhận chìm trong đáy nước, rồi sẽ chết trong bất an. Tám, thường tự nghĩ hay dùng miệng lưỡi mê hoặc lòng người, làm cho tâm ý mờ tối, không thấy được nẻo tránh. Chín, thường tự nghĩ thân như túi lụa, gấm chứa đầy phân thối, bên ngoài trông rất đẹp đẽ, kẻ tham lợi gần nó hẳn là nhơ nhớp bất tịnh, chảy tràn hôi thối không chịu nổi. Mười, thường phải tự nghĩ vẻ đẹp xấu ác, sửa sang dáng dấp cống cao để thỏa mãn toan động lòng người. 11. Thường tự nghĩ tánh dục yếu đuối, khiến người phải chịu cảnh thê thảm không thể tự chấm dứt. 12. Thường tự nghĩ thọ thân người nữ là do tánh dục buộc ràng, không thể tự thoát khỏi. Thường tự nghĩ do xương mốc bất tịnh nên không tự giải thoát được. Đây là 13 việc khi vào thất. Trốn tránh sự thật sẽ mang tội nặng, nếu người nữ dõng mãnh tinh tấn, tự quán tính dục gây ra hoạn họa, tư duy sâu sắc, được kiến đế thì có thể đoạn được tính dục. Gấp rút hành đạo, thực hành giới luật đã thọ, y cứ vào pháp luật, đi đứng an tường, nói năng đúng phép sẽ mau được thành thân nam tử. Nhưng nghiệp thức đời trước vẫn còn, nên phải thêm sự cố gắng, diệt các tư tưởng thì sẽ chứng được quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán và quả Bích Chi Phật. Lại nếu không chấp chỗ chứng thì trong vô số kiếp sẽ được thành quả Phật. Tỳ kheo ni vào thất có 4 pháp. Những gì là 4? Một, phải tự chiết phục ý mình, đừng để khởi tưởng tâm đặt trong đạo. Hai, phải thường quán sát, kiểm điểm tinh tấn, trí đặt trong giáo pháp. Ba, phải tự nghĩ xương mốc tội ác, muốn dứt trừ gốc khổ phải diệt đi tâm buông lung, dứt suy nghĩ, cẩn trọng lời dạy của Phật để tu thân, không lung lòng kiêu căng, chế ngự tự giữ mình. Bốn, nên kiến lập giới pháp khiến cho mọi người vui theo, đừng khinh thường Phật pháp mà buông lung phóng túng, mê loạn sắc dục, lừa dối người tu hạnh thanh tịnh, dùng dáng dấp yêu kiều dua nịnh để mong cầu danh tiếng, khiến người sa đọa gặp phải khổ dữ. Phải cẩn thận giữ mình để mọi người được đại an lạc. Nếu phạm điều này tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni.
Tỳ kheo ni vào thất có bốn pháp. Những gì là bốn? Một, mắt phải nhìn xuống, thẳng phía trước, không được liếc nhìn hai bên, sanh điều so sánh. Hai, không được phun nước bọt nơi đất sạch trong thất và bốn phía vách. Ba, không được lẳng lơ nơi giường ngủ, không được nằm vật vựa trên giường, không được nằm sấp trên giường. Bốn, không được đứng dựa chỗ giường ngủ, không được đứng quay lưng vào kinh tượng, không được đứng quay lưng nơi có lửa. Đây là bốn việc vào thất của tỳ kheo ni, phải luôn luôn quan sát thì sẽ được tự nhiên. Phạm điều này tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni vào thất có bốn pháp. Những gì là bốn? Một, phải lễ kinh tượng và chỗ giường mình ngủ nghỉ. Hai, phải thường tĩnh tọa tư duy về tính buông lung để tự hổ thẹn. Ba, phải thường tụng kinh hành đạo không biết mỏi mệt để dứt các niệm bất chánh. Bốn, phải giữ gìn thân khẩu ý đạm bạc qua ngày để trừ thân khổ đau đầy tội lỗi. Đây là bốn pháp. Phạm điều này tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni vào thất có bốn pháp. Những gì là bốn? Một, phải ngồi ngay thẳng, không được nằm vật vựa, phải nhìn kỹ trong nhà mình. Hai, phải lặng lẽ tĩnh ý tư duy về mối đạo. Ba, phải đóng sáu căn để tâm vào chỗ vắng lặng. Bốn, phải kiên trì, không được buông lung phóng túng, khép mình trên tòa ngồi, không được vén y cao ngạo. Hiện bày thân thể và các thứ dơ xấu bất tịnh khiến quỷ thần thấy. Nếu quỷ thần thấy được sẽ không kính lễ. Đây là bốn điều nếu phạm tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni vào thất lại có bốn pháp. Những gì là bốn? Một, phải nhìn thẳng phía trước, tâm ý đoan chánh, không có ý tưởng sằng bậy. Hai, phải ngồi thẳng, không được tự lắc thân thể, không được lắc đầu lay động chân tay. Nếu thân lắc lư thì tâm theo đó cũng dao động, tình thái ắt khởi dậy. Ba, phải tự thủ trí cùng sáu căn thì có thể đến được với đạo. Bốn, không được cùng chúng bạn kêu nhau nói cười bàn luận việc thế gian, nói nhỏ cười to động loạn trí nguyện đạo đức thanh tịnh. Thường phải tự cẩn trọng, không nhìn ngoài cửa ba thước thì tội từ đâu sanh. Nếu phạm tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni ra khỏi thất đại tiểu tiện nên rung chuông trên cây cho thầy biết. Thầy mới sai hai sa di ni qua coi sóc y phục. Sa di ni giữ cả sa ở trong và nhớ trả lại chỗ cũ, nên lễ thầy sau đó mới được đi. Đi không được đi chậm, trở về chỗ thầy nên không để sơ suất. Nên lễ thầy rồi mới lui ra. Về đến cửa thất phải ba lần khải móng tay. Hai vị sa di ni trở về đến chỗ thầy nên ngồi thiền hoặc đi kinh hành. Đây là pháp tỳ kheo ni ra khỏi thất. Nếu phạm tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni đi ra sau thất có 10 việc. Những gì là 10? Một, khi đại tiểu tiện vừa chớm phải đi ngay, không được nán lại chứa trong thân thể. Hai, không được đi mà nhìn ngó hai bên và âm hạ của mình. Ba, bước vào nhà xí phải ba lần khải móng tay. Bốn, phải hỏi trước với sa di ni rằng ngoài ấy có người không. Sa di ni đáp thưa không rồi mới nên đi, như có người thì không được thúc hối. Năm, đã bước lên nhà xí phải ba lần khải móng tay, đi xong lại phải khải ba lần nữa rồi mới bước xuống. Sáu, không được kêu gọi lớn tiếng. Bảy, không được cúi đầu xuống để nhìn âm đạo. Tám, không được giỡn cợt vẽ đất trên nhà xí. Chín, không được lấy nước rửa dưới trên vách. 10. Rửa tay chưa khô, không được cầm đồ vật. Đây là pháp tỳ kheo ni ra sau thất. Nếu phạm tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni. Lại nữa, khi tiểu tiện xong trở về phải rửa tay súc miệng, lễ kinh tượng, kính cần sám hối, tự lễ giường tòa rồi mới trở về chỗ ngồi, đi kinh hành. Như pháp suy tìm yếu nghĩa để tự hành trì. Nếu không như vậy tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni.
Tỳ kheo ni ra khỏi thất có ba việc, những gì là ba? Một, đến thầy thọ kinh. Hai, nếu có người tìm, thầy cho phép thì bước ra đảnh lễ thầy, sau đó mới thong thả cùng nhau chuyện trò, không được ở xa chỗ thầy quá hai trượng. Ba, giữa ngày, khi ăn xong phải đến lễ thầy, có ba việc này mới nên ra, nếu phạm tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni ra khỏi cửa thất có ba pháp, những gì là ba? Một, khi bước khỏi cửa phải nhìn xuống đi thẳng, không được ngó ngoái nhìn bốn phía. Hai, phải im lặng mà đi, không được buông lung lớn tiếng khạc nhổ. Ba, ra cửa phải từ từ mà đi, phải biết hổ thẹn mang thân người nữ tội ác bất tịnh, tính dục dây dưa gây khổ đau nhiều kiếp. Như thế người này rất chướng nạn, nếu phạm tức chẳng phải hiền giả tỳ kheo ni. Đã nói 39 việc ra vào phòng thất, và như vậy từ tháng này đến tháng khác nên thọ trì giới pháp không để có chỗ sai sót, mặc nhiên giữ gìn, lại nói những việc phải phụng hành khiến mọi người mau đắc đạo. Thầy A Nan quỳ dài chắp tay ở trước Đức Phật bạch rằng: Đức Thế Tôn nói pháp luật của tỳ kheo ni cũng đã đầy đủ, không ai chẳng được Đức Thế Tôn tiếp độ. Thế Tôn, sau khi ngài nhập Niết Bàn, người nữ làm sa môn có thể làm thầy được chăng? Đức Phật dạy rằng: Này A Nan, nếu trưởng lão tỳ kheo ni giới pháp được đầy đủ thì sẽ hứa cho làm thầy, tuy nhiên cũng phải xin từ tỳ kheo tăng. Nếu chúng tăng hứa khả thì được, như có một tỳ kheo không thuận thì không được cho tỳ kheo ni ấy làm thầy. Thầy A Nan thưa: Như vậy phải được tỳ kheo tăng hứa khả thì mới được làm thầy phải chăng? Đức Phật dạy: Đúng thế. Này A Nan, lý do vì sao? Vì người nữ nhiều tính dục, chỉ đam mê sắc, thích nuôi nhiều đệ tử, cũng không muốn học hỏi, chỉ biết việc trong khoảnh khắc, thế nên phải nương tựa tỳ kheo tăng vậy. Thầy A Nan bạch rằng: Tỳ kheo tăng làm thầy tế độ cho tỳ kheo ni được chăng? Đức Phật dạy: Không được, phải để bậc đại tỳ kheo ni làm thầy. Nếu không có tỳ kheo ni thì tỳ kheo tăng cũng có thể được. Thầy A Nan lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, người nữ làm sa môn bao nhiêu tuổi mới được thọ đại giới, bao nhiêu tuổi mới được làm thầy của Sa Di Ni, bao nhiêu tuổi mới được làm hòa thượng của Sa Di Ni, bao nhiêu tuổi mới được làm tiểu A Xà Lê, bao nhiêu tuổi mới được làm đại A Xà Lê, bao nhiêu tuổi mới được làm hòa thượng, bao nhiêu tuổi mới được đến nhà đàn Việt thỉnh thức ăn, chỗ rừng phải làm gì, có thể ở trong chùa tháp được chăng? Đức Phật dạy: Này A Nan, điều thầy hỏi rất sâu xa, nhiều chỗ vượt qua, thầy hãy lắng nghe, ta sẽ nói đầy đủ. Thầy A Nan bạch rằng: Vâng, con xin lắng nghe và tư duy lời Thế Tôn dạy. Lúc bấy giờ, thầy A Nan và các trưởng lão tỳ kheo ni đại ái đạo Kiều Đàm Di, chí tánh tỳ kheo ni đều một lòng chắp tay chờ nghe. Đức Phật dạy: Này A Nan, ta đã nhận người nữ làm sa môn trong giáo pháp của ta, duyên này đời sau cũng sẽ có người nữ làm sa môn. Nay ta vì người nói pháp Sa Di Ni, bậc giáo thọ đời sau đối với người mới phát tâm muốn làm sa môn, muốn độ họ rốt ráo xa lìa cửa tội lỗi, phải có chúng tỳ kheo tăng 50 vị, chúng tỳ kheo ni 30 vị. Nếu không có tỳ kheo ni hay không đủ số cũng được, phải từ nơi thầy mà cầu thỉnh. Chúng tỳ kheo đều nên nhóm lại ngồi xuống, tín nữ đảnh lễ tất cả xong, chắp tay đứng ngay ngắn. Thầy gọi tín nữ đến cạo đầu xong, trao cho ca sa và giày dép, rồi mới trao cho 10 giới làm sa di ni, phải đảnh lễ khắp trong tăng, không được ngay trong chúng liền trao cho họ làm thầy, tuổi đủ 20 mới được thọ giới cụ túc. Tỳ kheo ni thọ 3 bậc giới cụ túc 5 năm được làm A Kỳ Lê của Sa Di Ni, tỳ kheo ni thọ 3 bậc giới cụ túc 10 năm được làm hòa thượng của Sa Di Ni, tỳ
Tỳ kheo ni thọ ba bậc giới cụ túc 10 năm, giới được đầy đủ, được làm oai nghi a kỳ lê. Tỳ kheo ni thọ ba bậc giới cụ túc 15 năm, giới được đầy đủ, được làm đại a kỳ lê. Tỳ kheo ni thọ ba bậc giới cụ túc 20 năm, được giới đầy đủ, được làm hòa thượng. Sa di ni giả sử tuổi đã quá 20, có những việc sau đây không được thọ giới cụ túc, là tình dục chưa đoạn không nên thọ giới cụ túc, ưa sân nhuế không nên thọ giới cụ túc, ưa đi lại không nên thọ giới cụ túc, đam mê ăn uống rượu ngon không nên thọ giới cụ túc, ưa cống cao lớn tiếng kêu to không nên thọ giới cụ túc. Như người khéo léo thận trọng như pháp như luật thì mau được thành thân nam tử, dần dần sẽ được làm Phật. Thầy A Nan bạch rằng: những điều như vậy thật khó, Đức Phật dạy thật không khó, chỉ vì người nữ tự tạo sân nhuế nên tự chướng ngại vậy. Thầy A Nan bạch rằng: như vậy đại ái đạo Kiều Đàm Di và trí tánh Tỳ Kheo Ni có được ở trong núi, ở dưới gốc cây hay trú ngụ ở trong động đá được chăng? Có thể ở những nơi như gò đầm, mã, mồ hay ở chùa riêng được chăng? Đàn Việt thỉnh cúng thức ăn mang về được chăng? Được trị liệu cứu người bệnh chăng? Cúi mong Đức Thế Tôn nói rõ những điều then chốt ấy, để họ được đứng vững trên sanh tử, để người đời sau thảy đều nghe biết, sẽ thành lập đại pháp như khi Đức Thế Tôn còn tại thế, không ai chẳng được độ thoát. Đức Phật dạy: này A Nan, có hai nhân duyên thầy nay lắng nghe, ta nay sẽ nói đầy đủ, thầy phải khéo giữ gìn. Nếu tỳ kheo ni trong pháp luật của ta do bị nạn không trở về được, hoặc lánh trong hang núi, hoặc dưới gốc cây thì cây ấy sẽ khô chết, hoặc trong hang đá thì hang đá bị nứt nẻ, cây cối khô héo, cầm thú đói khát, suối nước khô cạn, các chướng ngại nổi dậy. Nếu ở trong đầm gò thì cỏ cây cũng như vườn ăn trái đều ngưng phát triển. Nếu trong mồ mả thì tử thi cũng phải kinh sợ, trời đất rung động. Nếu trong loài người thì cõi nước bất an, giặc cướp nổi dậy, chiến tranh chẳng dứt, chúng sanh lầm than, mọi người đói khổ. Nếu ở chùa thì khiến các sa môn lầm mê nơi sắc, tham đắm của báu, ăn uống rượu thịt, mặc áo thêu hoa trau dồi tướng đẹp, đi đứng kiểu cách quên mất đường đạo, chuyển thân phỉ báng tam bảo, trợ chuốc lấy tai ương. Nếu nhận đàn Việt thỉnh cúng thức ăn thì đàn Việt không được phước đức, trái lại còn sanh thêm nhiều bệnh tật, phá sản tiền của. Nếu chăm sóc bệnh cho người thì quỷ thần lại khích thêm bệnh, tai họa ngày càng thêm. Vì cớ sao? Vì hai tội này làm nhân quả cho nhau nên bệnh không thể giảm. Kiều Đàm Di và Tỳ Kheo Ni trí tánh vào trong pháp luật của ta nên chánh pháp bị giảm 500 năm tuổi thọ. Như thế này, A Nan, người nữ nhiều tội lỗi như thế, ngươi phải khéo giữ gìn. Thầy A Nan quỳ dài chắp tay bạch Đức Phật rằng: lạ thay, lạ thay, vì sao mà tội của Tỳ Kheo Ni lại đến như vậy? Đức Phật dạy: này A Nan, đó là Như Lai chỉ nói lược. Người nữ còn có 84.000 ẩn tánh, mê hoặc kẻ tu hành thanh tịnh, khiến người ta rơi vào địa ngục, trải qua vô số kiếp không thể ra khỏi. Song tính ấy biểu hiện bên ngoài có 84 thứ, làm loạn kẻ tu hành thanh tịnh, quanh quẩn trong hoặc dục, quên mất đường đạo. Than ôi, kẻ bị người nữ làm mê hoặc đều bị rơi vào trong cầm thú và địa ngục. Lúc bấy giờ thầy A Nan nghe Đức Phật nói lời này rồi lấy làm kinh sợ, hoảng hốt buồn rầu, cúi đầu khóc lóc không cử động được. Đức Phật dạy: này A Nan, thầy đừng khiếp sợ, ta sẽ nói đầy đủ những điều trên để thầy hiểu rõ đặng đến niết bàn. Này A Nan, nếu tỳ kheo ni ở trong hang núi hay ở dưới gốc cây thì gốc cây ấy sẽ chết. Vì sao? Vì người nữ nhiều tính buông lung, nhỏ nhặt ích kỷ,
Liếc nhìn đắm đuối môi miệng sơn đỏ, dù có ngồi dưới gốc cây cũng không nghĩ đến đạo, chỉ nghĩ đến thân tướng đẹp đẽ để mê hoặc mọi người, phá hư thiện tâm của người, khiến người điên cuồng bỏ quên đạo đức, do đó cây chết không thể sống nổi. Tỳ kheo ni ở trong hang núi thì núi ấy khô nứt, cây cối héo rụi, chim thú đói khát, sông suối cạn hết. Vì sao? Vì người nữ nhiều tính dục, ngu muội si mê, không nghĩ nhớ tới đạo, chỉ nghĩ tới việc dâm dật, tâm chẳng tự an, than thở khóc lóc như là nghĩ tới đạo một cách mãnh liệt. Bên ngoài thì luận nói nghĩa trong kinh, trái lại trong tâm thì có tâm tình dục. Người thấy ngợi khen chính là cái thấy của kẻ ngu si vậy. Than ôi, người trí biết sâu xa rằng phái nữ không bao giờ nghĩ đến đạo, mà chỉ nghĩ đến kẻ nam tử mà thôi. Thế nên mới đến nỗi suối nước cạn kiệt không còn chảy nữa. Tỳ kheo ni nếu ở trong đầm ao thì cầm thú trong đầm ao ấy sẽ ăn nuốt lẫn nhau, gai gốc cỏ cây trăm thứ thảy đều khô héo không thể sống nổi. Vì cớ sao? Vì người nữ nhiều tính dục, chuyên làm dáng yêu kiều để mê hoặc người khác, đứng ngồi luôn nghĩ đến, tâm ý khởi mãi nên không thể kiến đạo, đánh mất bổn nghiệp, theo lòng dục tạo thêm sự ràng buộc. Tâm độc một khi khởi dậy thì tai mắt bị ngăn che, tạo vô lượng chướng duyên, do đó mà khiến mọi thứ cây cỏ khô héo chẳng sống nổi. Tỳ kheo ni ở trong loài người thì đất nước bất an, loài côn trùng phát triển vô số, phá hoại lúa thóc, giặc cướp càng nhiều, đao binh chẳng dứt, nhân dân lầm than khắp nơi nhuộm màu, đói khát. Vì cớ sao? Vì người nữ nhiều tính dục, tham đắm sắc dục, dâm dật nhơ nhớp, muốn khiến mọi người cung kính nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến đạo, chỉ nhớ dung nghi đẹp và chẳng đẹp của kẻ nam tử mà thôi. Bảo nhau kẻ nam tử này lực lưỡng, kẻ nam tử kia ốm gầy, ngày thì nói cười, đêm đến nằm ngồi tư duy việc xấu. Vì thế cho nên khiến nhân dân khốn cùng bất an. Tỳ kheo ni nếu ở chùa riêng sẽ khiến các sa môn đắm mê nơi sắc, tham trước của báu, ăn uống rượu thịt, mặc áo thêu hoa, muốn cho thân đẹp, đi đứng kiểu cách, quên mất đường đạo, chuyển thân sẽ phỉ báng Phật Pháp, khổ không thể tả. Vì cớ sao? Vì người nữ nhiều tính dục, không chịu đọc kinh hành đạo, chỉ tạo âm thanh mềm mỏng để mê hoặc trượng phu, khiến họ loạn động. Kẻ chưa đắc đạo ắt phải loạn tâm, chỉ biết cùng nhau nhìn tội ác của người rồi chỉ trích để tự vui mừng, thỏa mãn trong nhất thời, cuối cùng bị rơi vào sanh tử, trải 15 kiếp phải chịu mang thân huỳnh môn, do đó khiến tỳ kheo oán ghét nhau. Tỳ kheo ni nếu thọ đàn Việt thỉnh cúng thức ăn thì đàn Việt không được phước, trái lại tiền của ngày càng thiếu thốn, còn sanh thêm tật bệnh. Vì cớ sao? Vì người nữ nhiều tính dục, không phải nhận để ăn mà chỉ tạo tính buông lung, muốn cho người quan tâm để ý, cũng không phải muốn lấy thức ăn làm ngon mà chỉ muốn xem nam tử kia có kết hôn hay chưa kết hôn. Như vậy kẻ đàn Việt muốn tạo phước thì thí mà vô tình chiêu lấy đại tội. Vì cớ sao? Vì tỳ kheo ni này không phải vì pháp mà đến thọ thỉnh, mà chỉ vì mang ý dâm dật để đến mà thôi. Vì thế cho nên khiến đàn Việt không được an ổn. Tỳ kheo ni nếu chăm sóc bệnh nhân thì bệnh nhân không được lành, trái lại quỷ thần xúi dục khiến bệnh tật ngày càng tăng thêm. Vì cớ sao? Vì người nữ nhiều tính dục, tự đoan tránh thân mình còn không được, huống chi muốn đoan tránh cho người khác hay sao? Mình còn trong tội lỗi thì đâu thể mở trói cho người khác được ư? Vì cớ sao? Do vì đa dục mà có điều mong muốn vậy. Vì thế cho nên không thể chữa lành bệnh cho người, trái lại còn khiến quỷ thần quấy nhiễu thêm thôi. Này A Nan,
trong giáo pháp của ta, nay vì có tỳ kheo ni mà chánh pháp giảm mất 500 năm tuổi thọ. Sau việc khi ta vào Bát Nê Hoàn, còn lại 3.000 tỳ kheo ni, trong đó chỉ có 1.800 tỳ kheo ni vâng giữ pháp luật này đều được quả A-la-hán. Thời mạt pháp sẽ có 8.000 tỳ kheo ni, trong đó chỉ có 760 tỳ kheo ni phụng thờ pháp luật và kinh này đều đặng quả A-la-hán. Ngoài ra trải 130 kiếp sau nữa, nếu còn vâng hành pháp luật này thì sẽ còn người đắc quả A-la-hán. Lúc bấy giờ thầy A-nan bạch Đức Phật rằng, tỳ kheo ni phải vâng giữ như thế nào mới đắc đạo và phải dùng pháp gì để thực hành? Đức Phật dạy: Này A-nan, xét ra trong thiên hạ, tâm ham muốn dâm dục là điều tối quan trọng. Nếu hay đoạn trừ được tâm này thì có thể đắc đạo. Thân người nữ cũng như là châu báu, tuy rất đẹp nhưng chẳng bền lâu. Nếu sanh lòng đam mê, ắt sẽ mất đạo đức, thất nhân cách. Vì cớ sao? Vì muốn lấy châu báu thì phải đi vào trong biển sâu, mãi mê tìm cầu không có lúc dừng lại, ắt sẽ bị giết chết. Người nữ tuy có tâm cầu đạo nhưng động tịnh đều trong 84 thói quen, bị 84 thói quen ràng buộc. Nếu rơi vào 84 tính này cũng giống như người vào biển lớn, hẳn sẽ bị đắm chìm mãi mãi. Kẻ nào trừ được 84 tính này thì chính là bậc A-la-hán vậy. Thầy A-nan bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, những gì là 84 tính thái khiến cho người nữ không được nhập đạo? Cúi mong Đức Thế Tôn ra sức oai thần giải nói, sức oai đức hiện làm bậc tôn kính, khiến chúng sanh hiểu rõ tin ưa nghĩa ấy và chọn đời tùy thuận lắng nghe tu tập, khiến thoát tội khổ, khiến được chánh trơn để mọi người hoan hỷ, chúng sanh đời sau cũng được hiểu thông suốt. Đức Phật dạy: Này A Nan, hãy khéo lắng nghe suy nghĩ nghĩa ấy, ghi nhớ trong lòng, ta sẽ nói đầy đủ những thứ ấy. Thầy A Nan lãnh thọ rất kỹ và hoan hỷ phụng hành. Đức Phật vì tỳ kheo ni đời tương lai quá khứ và hiện tại làm rộng nói yếu kiện này, khiến họ theo đó hành trì. Nếu hành trì đúng pháp sẽ mau đắc đạo. Đức Phật dạy: Nữ nhân có 84 thói quen mê hoặc mọi người, khiến họ không thể đắc đạo. 84 thói quen ấy là những gì? 1. Người nữ thích vuốt mi mắt trang sức bản thân. 2. Người nữ thích chải đầu bôi cạo. 3. Người nữ thích mê hoặc trượng phu. 4. Người nữ ưa nhỏ mọn ích kỷ, ngó nhìn đắm đuối. 5. Người nữ thích sơn đỏ môi miệng. 6. Người nữ thích đeo châu ngọc lên lỗ tai. 7. Người nữ ưa trang sức chuỗi anh lạc, dây chuyền vàng ngọc mang nơi cổ. 8. Người nữ ưa kết hoa châu báu trên áo. 9. Người nữ thích mang hài thon nhỏ. 10. Người nữ thích đi đánh đồng xa. 11. Người nữ thích nhìn sằng xiên. 12. Người nữ ưa nhìn trộm lén. 13. Người nữ thích nhìn nam tử nhưng thấy rồi lại co rút e thẹn. 14. Người nữ hay thấy nam tử đi rồi lại ở sau lưng nhìn theo. 15. Người nữ muốn gặp nam tử nhưng khi gặp lại cúi đầu không nói. 16. Người nữ ưa lắc đầu ẹo mình. 17. Người nữ ngồi ưa lắc đầu nghiêng mình. 18. Người nữ ngồi ưa cúi đầu sờ móng tay. 19. Người nữ ưa mỉm cười nói chuyện. 20. Người nữ ưa giọng nói mềm mại. 21. Người nữ ưa chải hai mi mắt. 22. Người nữ ưa ngồi lớn tiếng mắng chó mèo. 23. Người nữ vừa thấy nam tử đến thì tỏ vẻ giận dữ, nhưng bên trong thì vui mừng hớn hở. 24. Người nữ ưa cống cao tự đắc ganh ghét người khác. 25. Người nữ muốn có hôn phu nhưng vừa thấy lại vờ sân nộ. 26. Người nữ thấy chồng giả vờ nạt nộ.
nhưng bị chồng bỏ thì lại buồn rầu sanh tâm tiếc nuối. 27. Người nữ thấy nam tử đến cùng nói chuyện thì giả vờ giận hờn, trách mắng, nhưng trong lòng sanh tâm vui mừng. 28. Người nữ thấy nam tử đi rồi thì ngoài miệng chửi bới, nhưng trong lòng thì thương tiếc. 29. Người nữ miệng ưa làm nhảm mắng chửi, thích làm điều quấy. 30. Người nữ ưa chuyên quyền ngang dọc, tự thị với mọi người. 31. Người nữ dễ sanh ngã mạn, cô đơn yếu đuối, dùng thế thắng người. 32. Người nữ ưa dùng oai thế lấn hiếp người, nói năng muốn hơn người. 33. Người nữ mượn đồ vật không nghĩ sẽ trả, mua sắm không nghĩ trả tiền. 34. Người nữ ưa chẳng thật thà, tự cho mình chánh trực, thích người ác lại tự cho mình hiền lành. 35. Người nữ ưa vui buồn bất thường, kẻ ngu tự cho là hiền. 36. Người nữ cậy nết hiền ấy hống hách đối xử ác với người khác. 37. Người nữ ưa lấy công sức của người chuyên quyền tự đắc, nổi tiếng trên công lao của kẻ khác. 38. Người nữ ưa tự mình mệt nhọc thì oán trách, nhưng người khác mệt nhọc thì lấy làm thỏa chí. 39. Người nữ cho thật thà là giả dối, ưa nói lỗi người. 40. Người nữ ưa thích mình giàu có tự cao với người, cho mình sang trọng rồi sỉ nhục người. 41. Người nữ nghèo sanh tâm đố kỵ, người giàu vì hèn rồi chê người sang. 42. Người nữ thích gièm pha chuyện của người để tự khoe mình, muốn phô trương cái đức của mình cho mọi người thấy. 43. Người nữ hay làm thất bại sự thành công của người, phá hoại đạo đức của người. 44. Người nữ ưa lén làm loạn, ẻo là mê hoặc kẻ chánh đạo. 45. Người nữ thích ôm ấp lòng tật đố, cổ vũ việc cãi nhau. 46. Người nữ ưa bàn luận phải quấy, phụ họa việc xấu của người. 47. Người nữ ưa nói chê kẻ chánh đạo thanh tịnh, muốn khiến người hoại loạn. 48. Người nữ ưa đem việc xấu dở của người mê loạn trượng phu. 49. Người nữ muốn thích người khác thề thốt, thi ân hay mong đền đáp. 50. Người nữ ưa cho đồ vật người khác, rồi sau đó hối tiếc trách người, chê khen tài cao. 51. Người nữ ưa oán trách gièm pha mắng chửi trùng kiến. 52. Người nữ ưa làm kiểu cách, mưu toan lấn hiếp người. 53. Người nữ ghét người hơn mình, muốn khiến người chết sớm. 54. Người nữ ưa pha chế thuốc độc trong rượu và thức ăn cho người, tâm không bình đẳng. 55. Người nữ ưa tìm nhớ thù xưa, ôm mãi trong lòng. 56. Người nữ ưa tự chuyên quyền, không thích can gián dua nịnh tự đắc. 57. Người nữ thích phân biệt thân sơ nội ngoại, việc kín đáo hay nói cho làng xóm biết. 58. Người nữ ưa tự kiêu hãnh, phiền phức khinh tháo chẳng nhờ trượng phu. 59. Người nữ hay kiêu căng đánh đập vô lý, lúc giận lúc vui, muốn khiến người sợ. 60. Người nữ có tánh tham dục, ra oai tự lập, toan nắm giữ chánh pháp qua mặt bậc trượng phu. 61. Người nữ ưa tham dâm, ôm lòng tật đố, nhiều nghi ngờ, ít niềm tin, oán hờn chồng chất. 62. Người nữ ưa giận dữ, đứng ngồi vô lễ, tự cho là dùng pháp. 63. Người nữ ưa nói lời xấu ác, chẳng kể thân thuộc. 64. Người nữ ưa tự kiêu ngạo, buông lung, khinh dễ trẻ già, không kính trên dưới. 65. Người nữ ưa tự đắc, thói ác xấu xa, nói năng không thứ lớp. 66. Người nữ ưa đẹp, thích cười, chẳng giữ pháp cấm. 67. Người nữ ưa cấm cố đồ trượng phu, không cho nói đùa với người khác. 68. Người nữ ưa rắc rối tự chuyên, khinh chê trượng phu, nói năng không cẩn thận.
69. Người nữ ưa chuốc nguy cho người, tìm chỗ an cho mình lấy làm hoan hỷ. 70. Người nữ thích nguyền rủa, dựa vào điều tệ ác, tổn thương người, dối trá quỷ quyệt. 71. Người nữ ưa tinh danh nịnh hót, cho rằng người khác không biết. 72. Người nữ ưa được đây quên kia, được thì sanh vui mừng, mất lại sanh sầu não, thở than oán trách trời đất, nói lời ác. 73. Người nữ ưa mắng chửi gió mưa, vào bếp làm bùa chú, ghét sinh vật, hiếu sát, không có từ tâm. 74. Người nữ ưa dạy người phá thai, không muốn được người được sống. 75. Người nữ ưa ở chỗ kín đáo, trộm nhìn tướng đẹp xấu của người, xem có tiền tài chăng. 76. Người nữ ưa đùa cợt, quyết lòng làm mê hoặc ý người. 77. Người nữ ưa dự trữ nhiều của cải, tham chất chứa, không biết chán. 78. Người nữ ưa khiêu khích trượng phu, khiến cho đổi ý, không thể tự chủ. 79. Người nữ ưa cắt mổ thai để nhìn chỗ dơ xấu của người. 80. Người nữ ưa trêu chọc kẻ đuôi điếc, câm ngọng, tàn tật, tự lấy làm thỏa ý. 81. Người nữ ưa dạy người bỏ vợ, muốn khiến người đau khổ. 82. Người nữ ưa dạy người đánh đập với nhau, làm chứng tai họa cho hai bên. 83. Người nữ ưa dạy người làm ác, đấu tranh kiện tụng cãi nhau, ở huyện quan, nhốt cầm trong lao ngục. 84. Người nữ ưa chỉ tai họa dẫn lỗi lầm của người, cười lớn như cuồng, kẻ ngu khen ngợi rồi lợi dụng, cưỡng đoạt tài vật của người, khiến cho người đau khổ. Than ôi, người nữ đáng sợ thay. Đây là 84 tính thái của người nữ đã nêu rõ. Nếu có thể trừ hết 84 thói này thì tất cả người nữ sẽ được độ thoát, sẽ được đắc đạo thành Phật. Thầy A Nan bạch rằng: Như vậy tính dâm dục có thể trừ hết chăng? Đức Phật dạy: Này A Nan, tính này do người nữ tự tạo ra thì người nữ có thể tự diệt. Chỉ cần tinh tấn thì sẽ diệt hết. Nếu diệt hết thì hiện đời sẽ chứng quả A-la-hán. Thầy A-nan bạch rằng: Cõi trời và cõi người không ai chẳng được Thế Tôn thương tưởng cứu vớt. Mọi loài chúng sanh đều được Thế Tôn độ thoát. Xin Đức Thế Tôn lại giải nói khiến diệt trừ tính dục tội lỗi, khiến cho đại ái đạo và các tỳ kheo ni đều được hiểu rõ. Đức Phật đáp: Lành thay, này A Nan, lắng nghe ta nói đây, thầy phải khéo tư duy, gìn giữ phụng hành đúng pháp, tức là đền đáp ân của Như Lai. Nếu không đúng pháp, tức lại làm khổ cho người nữ vậy. Hãy nghe kỹ, hãy nghe kỹ. Thầy A Nan và các trưởng lão tỳ kheo ni đồng thanh đáp: Chúng con xin phụng hành. Mọi người vui mừng chắp tay lãnh thọ vâng làm. Kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni quyển hạ hết. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.